Ta-da. Hello. Hello em. Hello, hello các em. Hello mọi người. Chưa gì mà tôi tim bay rồi like bay ngập trời vậy. Hết hồn quá. Chịu sao nổi đây trời. Mới gì mới vô đó, bao nhiêu tình cảm của mọi người dành cho tôi như vậy, làm sao mà tôi tấm thân này ví sẽ làm 5, làm 6, làm 7, làm 8, làm cơ số căn bậc 7 tùm lum tà la hết. Ta da, ta da, ta da, ta da. Khác quá trời ơi. Dĩ nhiên rồi. Nó đi sửa xong không khác, đi sửa là mẹ gì. Dạ đẹp trai chưa? Đẹp trai nhưng vẫn là con người đó thôi. Các em mà đừng có lấy làm lạ. Đằng sau bộ mặt đẹp trai này vẫn là một sự thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Ta-da. Ok, theo như thường lệ thì mới vô lúc nào cũng chưa có đầy đủ người hết, cho nên trong khoảng 2 đến 3 phút thì anh sẽ chưa có nói gì hết. Coi như là anh xưng anh nha, tại vì cơ bản mấy đứa rảnh rỗi giờ này lên coi livestream có đứa nào mà dạng anh đó đó. Đó là điều chắc chắn luôn. Bây giờ cố gắng ngồi đợi em xíu nha. À, mặt đẹp trai gì kêu giống Lý Hải. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Lý Hải coi cũng được, không vấn đề gì, nhưng mà hãy nói ngược lại. Dưa leo giống Leonardo DiCaprio hay là Leonardo DiCaprio giống dưa leo thì anh thích cái kiểu nói thứ hai. Ok. Mạng em yếu hả em? Rồi kệ em chứ, đó là chuyện của em chứ đâu phải chuyện của anh. Nếu như mọi người có thấy bình thường, mọi người thấy bình thường hay là có lác liếc gì không? Nãy giờ sao có lác không? Có bị cái giật không, kiểu như bóp bình, nãy giờ anh có bóp bình không? Hay là vẫn nói chuyện bình thường thôi? Xàm quá, cắt mắt không duyên nữa. Duyên cái gì? Duyên lúc nào cũng nằm ở đây hết á. Nằm là nằm ở trong đầu, hiểu không? Cái duyên của anh nó nằm ở đây nè, trong đầu anh, với cái miệng của anh nè, chứ nó không có nằm ở con mắt. Anh đẻ ra với cặp mắt hí không có nghĩa là anh thích cặp mắt hí đâu. Ok. 1,5 kg. Ok. Người người thì ghi mạng cùi quá, người ghi ổn lắm anh ơi, anh nên biết tin vào ai. Mọi người hãy nói một câu công bằng đi nào, 2 câu công bằng cũng được, 4 5 câu công bằng cũng được, không sao, muốn nói sao nói. Ok, lẹ lên đi, giờ đi chuẩn bị. Anh còn gì mà nói lại khúc đầu anh có nói cái gì đâu. Khúc đầu vô nói anh đẹp trai thôi à, khúc giữa anh cũng nói anh đẹp trai, tới cuối anh cũng nói anh đẹp trai à, cỡ nào cũng vậy hết. Lạ vậy đó, livestream của anh là không bao giờ bị mất một chi tiết nào hết, tại vì từ đầu tới cuối anh chỉ có nói anh đẹp trai thôi. Tuyệt vời chưa? Ta-da. Anh Leo, hôm nay sinh nhật em. Ok, kệ em, về em nói với ba má em đó. Bây giờ anh chỉ happy birthday em, hôm nay ai sinh nhật thì anh sẽ hát một bài happy birthday cho nghe. Ok, chuẩn bị nghe hát happy birthday nè. Happy birthday to you. You were born in the zoo with a monkey and a kangaroo, and you look like them too. Ok, cố gắng dịch cái bài đó đi nha. Bài đó hay lắm. Ok, giờ chuẩn bị vô trả lời những câu hỏi đây. Hồi hồi sáng là nó có để một status để nói với mọi người là mọi người có câu hỏi nào đặt, thì đã có một số người đặt câu hỏi, và câu đầu tiên như thường lệ liên quan tới Pokemon Go. Ok,
Bạn này là bạn Kenjiro Kaito, người Nhật mà cũng viết giỏi tiếng Việt dễ sợ, công nhận, còn biết tiếng Anh nữa, công nhận. Người Nhật như vậy mới đúng là người Nhật nè. Giờ comment nè. Anh ơi, bây giờ báo lá cải với bọn lèo báo VTV cứ nói về tác hại của Pokemon Go các kiểu mà không nói về lợi ích. Bố mẹ ở nhà xem rồi tin bọn VTV cấm con cái chơi. Mọi người toàn đổ lỗi cho game trong khi câu chuyện nó lại chả có liên quan. Game không có lỗi, lỗi tại người chơi. Anh có ý kiến gì ạ? Anh đồng ý với em 100% luôn. Cái chuyện đó là cái chuyện mà tầm xàm với cái thứ mình nó hãy có cái vấn đề gì mà hot chút xíu là bắt đầu đổ lỗi cho nó không à. Trong khi cái vấn đề là nằm ở người chơi chứ không phải là nằm ở trò chơi. Giờ có công nhận như anh là dao rồi súng là mấy cái đó là nguy hiểm không? Nhưng nếu không có dao thì làm sao mà cắt thịt? Nếu không có súng thì làm sao mà săn thú? Mặc dù về cái ví dụ súng nó hơi sai chút xíu, nó hơi xa xa chút xíu, nhưng mà nói về dao, kéo, kềm, búa, cái gì cũng có thể nguy hiểm, ăn thua là cách mình dùng thôi. Thì cái game Pokemon Go cũng vậy, nó cũng giống như tất cả những cái game, những cái trò chơi xuất hiện trên thế giới này, nó đều mục đích là để giải trí. Thành ra cái người nào mà chơi mà đúng nghĩa là chơi giải trí á thì good, ok. Còn đứa nào mà chơi mà bán gia bại sản hay là đâm ông nội hay là chém bà ngoại nó, đó là do nó. Mà tại sao nó như vậy là do ba má nó không có dạy, hiểu không? Chứ không có liên quan gì tới cái game hết. Con dao nằm ở ngay đó. Người ta dùng con dao đó, người ta mà sắc hay thì người ta trở thành đầu bếp giỏi. Còn nếu mà dùng con dao đó đâm lòi ruột người ta thì thằng đó là thằng tội phạm. Pokemon Go không có tội, hiểu không? Thành ra mọi người đừng có cái suy nghĩ mà cứ hở một chút đổ lỗi. Hãy nhìn nó lỗi là nằm chính ở bản thân mình đây nè. Lúc nào cũng vậy hết. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Có nghĩa là dưa leo rất là đẹp trai, ok. Câu nào anh cũng nói, dịch ra có một cái đó à. Pokemon Go không có tội. Anh không thích. Thật ra thì anh không có theo dõi Pokemon nhiều lắm. Tại vì hồi nhỏ anh có coi phim hoạt hình Pokemon nhưng mà không thích chơi game đó. Nhưng mà lớn lên thì thấy chơi nó cũng vui. Mọi người cùng đi bắt rồi đó thì đông người chơi cùng một cái trò gì đó bao giờ nó cũng vui hết trơn á đó. Đó là điều đương nhiên, chuyện ta đông ta vui, có anh em bạn bè chơi vui mà cũng vô nó sầm sàm ba láp. Nhưng những đứa mà chơi cái vụ mà hắc thiết này nọ đó thì anh cực lực lên án. Đứa nào hắc cũng quýnh chết cha nó cho anh, không quýnh nó chứ đừng có quýnh chết cha nó, đâu phải lỗi của bà nó chuyên gia nó hắc thôi. Bà nó không có dạy nó hắc, bà nó đâu biết game là gì chưa chứ chưa chứ chắc biết hắc là cái gì nữa chứ đừng nói. Chơi mà chơi hắc, chơi mà chơi chích, mà chơi game á bởi cái kiểu đó thành ra người Việt Nam chơi game trên thế giới ai người ta cũng ghét hết trơn đó. Gamer Việt Nam hả? Chơi mà chơi giỏi không bao giờ nói mình là người Việt Nam đó đó. Bực cả mình. Thế thì cái người Việt Nam mình với đám Trung Quốc á, đám Trung quần què chơi game giống nhau lắm. Toàn chơi có một kiểu vô chơi chơi hack chơi cheat không à. Chơi thích chơi bá game mà theo kiểu à, để ý đi. Ê, dân Việt Nam mình với dân Trung Quốc khoái chơi bá game mà game kiểu mà game kiếm hiệp lắm. Game tiên hiệp vậy đó toàn là nói chung là một mình solo không à, một mình solo không à, không bao giờ mà có đánh team đánh tiếc gì hết trơn á đó, đó. Ghét đánh team lắm. Đám nước ngoài đi chơi game hả, nó phá thành công thành, nó kết nối không biết bao nhiêu đứa. Nhưng Việt Nam chơi game vô nạp cạc nạp tiền, trời đất ơi chơi kiểu đó chơi làm gì, chơi dế dế à không, cũng kiểu như nói chung là cũng chơi với người cười chơi khác, nhưng mà vô nạp cạc nạp tiền xong kéo cái bằng mạnh mẽ cái đi vô chơi từ đầu tới cuối ai chơi nó chán chết cha. Ok, vụ game bỏ qua đi rồi, cá rồi rồi giờ tới chủ đề tình yêu tình dục nè. Thanh Nguyễn cho em hỏi chủ đề về tình yêu. Con trai thật thà, siêng năng chịu khó, ngoại hình ưa nhìn nhát gái, mà sao không có ai yêu hết? Toàn kiếm mấy thằng con trai khác không à? Và vậy tại sao vậy anh? À, tại em nhát gái, má đơn giản quá trời luôn. Đã biết mình nhát gái mà còn không cố gắng lên em cố gắng lên, anh cũng nhát gái thế một, thiệt á. Nhìn mặt anh đi, tin anh đi, anh rất là nhát gái. Buồn quá, bởi vì đâu có buồn. Có một bạn khác hỏi một cái câu. Một thằng đàn ông đã hơn 35 tuổi mà không đi làm, không học thức, ăn bám nhà vợ, mỗi ngày ngửa tay xin tiền, chỉ được cái đẹp mã và yếu sinh lý. Ủa cái đó đâu phải được đâu em, cái đó là bị mẹ em khùng nhừa thôi chứ. Cho em hỏi một thằng như vậy có phải là một thằng vô dụng phế thải của xã hội không? Cho anh hỏi một câu là em phải là thằng đó không? Nếu em là thằng đó thì em tự tử em chết đi cho rồi. Trời đất ơi cái gì mà ăn bám là tùm lum tà la. Mẹ em 35 tuổi là em già hơn anh 1 tuổi đó. Cho nên à, anh về anh chết đi cho rồi. Ok ha. Rồi. Các bạn vừa mới hỏi tiếp, anh đợi em đợi giây phút này lâu quá rồi, vấn đề giấy tờ trong khi đang học tại các trường đại học ở Việt Nam anh thấy nó rườm rà quá.
Em nhận ra là người trong trường bây giờ cũng làm khó học sinh về vấn đề giấy tờ hết. Thì nếu là người làm việc ở trong trường đại học mà về công tác tương tự như vậy á, thì anh có làm khó học sinh như họ không? Anh nói thiệt với em á, nếu mà anh vô trong trường mà anh làm vậy á, 99% là anh cũng sẽ giống như những người đó. Mặc dù anh rất ghét. Em biết tại sao không? Tại vì cái cơ cấu nó như vậy rồi. Cái cơ cấu mình nhìn mình để ý kỹ chung quanh đi, những cái công ty như vậy, những cái mà như vậy á, lúc nào cái cơ cấu cũng như vậy à. Em mà có giỏi có tốt cách mấy nhưng em vô trong đó nó giống như là một hệ thống lỗi rồi vậy. Thì em mà là một cái bánh xe mà chạy mà cho tốt vô trong một hệ thống lỗi, em sẽ bị đào thải liền. Đó là điều chắc chắn. Thành ra vô đó em phải lỗi theo. Em lỗi riết là em coi là em coi như cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, em không thấy nó lỗi nữa. Thành ra những người mà người ta mà cơ bằng hạch sách mà em ở trong trường á, người ta không có thấy người ta làm sai đâu. Người ta nghĩ là ở chuyện đó là bình thường, ai cũng hạch sách, sinh viên mình hạch sách chút xíu cũng có sao đâu. Đó là cái suy nghĩ rất là nguy hiểm. Nó cũng giống như cái suy nghĩ mà kiểu như mà mấy thằng cướp vậy đó. Nó nói chung quanh mình ở đây ai cũng ăn cướp hết. Vậy tại sao mình không ăn cướp? Một cái hệ thống mà nó đã lỗi rồi thì nó dẫn tới lỗi toàn bộ. Ai mà vô đó mà không lỗi á thì người đó sẽ dăng ra khỏi hệ thống đó. Vậy thôi. Ok. Anh ơi, cho em hỏi nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Như vậy giữa cái nghề mình thích mà không thể làm vì nó không đủ tiền để nuôi sống bản thân mình, và nghề mình không thích, mình ghét nhưng mà mình phải bắt buộc làm tại vì nó nuôi sống được mình, thì em nên chọn tiếp tục theo đuổi đam mê hay là phải thay đổi đam mê của mình? Xin cảm ơn anh rất nhiều. Đó là điều đương nhiên rồi. Hỏi anh xong phải cảm ơn anh chứ. Vậy là mấy đứa lúc nãy nó hỏi nó không cảm ơn. Bực mình với sợ. Ok. Giờ nói với em á, thực sự á, như anh đã nói trong cái clip hồi lúc trước, anh có một cái clip mà nói tương lai bạn sẽ là ai á, thì anh nói mình có thể làm việc mình thích và mình làm cái việc mà mình giỏi. Nếu mà hai cái việc đó mà nó đúng y chang như nhau á, giống như là anh nè, anh là vừa thích nói chuyện, thích cho bằng là thích truyền cảm hứng cho người khác và thích diễn hài độc thoại, và anh cũng giỏi cái đó luôn. Cho nên nhờ cái đó đó mà rất nhiều người ta mà anh sống được bằng cái miệng của anh. Và có rất nhiều người, chẳng hạn như ngày hôm nay á, FPT đã tới và đưa cho anh là một cái này gọi là cái Galaxy Note 7 đó, để cho anh xài. Note 7 này anh cầm nãy giờ là Galaxy Note 7 anh xài. Và nhờ anh chuyển tới một thông điệp cho mọi người, đó là những ai mà mua Galaxy Note 7 ở FPT Shop á, thì sẽ có cơ hội trúng một trong bốn vé đi New York để xem cái show là Victoria's Secret Show. Giá không tới 500 triệu, chơi chơi lớn dễ sợ luôn mà, đúng, công nhận FPT Shop mà. Chơi mướn anh gì quảng cáo mà, đúng là chơi lớn dễ sợ. Victoria's Secret Shop nghe chưa? Ở Victoria's Secret thôi, còn FPT Shop một trong bốn vé để đi tới đó. Trời đất ơi, đi qua New York luôn chứ không phải đây đâu. Nhưng mà mình phải mua Galaxy Note 7 ở đó đã, trúng thì mới được đi. Ok, anh là có cái vé rồi. Anh chưa có chắc được đi thì anh cầm vé để anh quảng cáo thôi, chứ chưa biết chừng nào mới được đi. Thực ra anh cũng thích đi lắm, Victoria's Secret mà. Đó, cái quan trọng là nằm ở chỗ đó. Anh giỏi cái chuyện anh thích cho nên anh có thể sống được bằng nghề đó, sống khỏe. Cho nên nếu mà em làm được như anh thì em hãy làm điều đó, theo dõi, theo đuổi đam mê của mình. Nhưng nếu mà em thích là một chuyện nhưng em không có khả năng về chuyện đó, thì nếu mà em tiếp tục theo đuổi cái chuyện đó thì có khả năng em sẽ lên trên mấy cái chương trình như là Việt Nam Idol nó, xong rồi làm ba cái tiết mục mà quái đản khùng điên ba trận đó, để cho người ta like thôi. Chứ thiệt ra mình hát không có được, nhưng mình không biết là mình không hát được, mình cứ nghĩ là mình hát hay, tại vì mỗi lần người ta hát là bạn bè như nè, mày hát hay lắm, tụi nó hát hay lắm. Phải hiểu được bản thân mình. Thật ra trong trường hợp đó, nếu em những cắm đầu đi làm cái chuyện em thích thì có khả năng em chỉ làm được một khoảng thời gian thôi. Mặc dù trong thời gian đó em sẽ không thấy mình làm gì đâu, tại vì làm được chuyện mình thích đó là mình không bao giờ phải làm việc gì nữa, cảm giác nó rất là đã. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó em làm được khoảng cỡ 2 3 tháng à, xong rồi em chết cha chết em chết luôn rồi, tại vì em không có nuôi được em bản thân em sống, tại em không có hát được, em đi hát không ai nhận em hát hết thì em chết thôi chứ sao giờ. Thật ra nếu trong trường hợp đó thì anh khuyên em nên làm cái điều mà em có thể làm được để nuôi sống bản thân, còn cái ước mơ không phải ai cũng có thể đạt được đâu. Nói thiệt đó là một điều, một thực tế rất là phũ phàng. Không phải ai cũng như anh, diễn viên hài độc thoại thanh lịch vô địch khắp vũ trụ, được đưa cho cái Galaxy Note 7 để mà quảng cáo cho cái chương trình là nếu mà mua thì trúng á, là sẽ được một trong bốn vé đi Victoria's Secret Show ở New York. Ok, lát nữa để cho cái link rồi mọi người vô đó bấm thoải mái.
Công nhận anh trơ trẽn dễ sợ, nãy giờ cẩm này quơ lại nó được. Nó quan trọng là chỗ đó, quan trọng là chỗ đó, cái khả năng trơ trẽn đó nó giúp cho anh sống tốt. Nói tới đâu rồi? À, coi như câu trả lời đã trả lời xong rồi đó. Bây giờ tới một bạn khác, lại chủ đề tình yêu tình dục nữa. Anh Leo cho em hỏi. Thì em cứ hỏi đi. Dù là biết cô ấy không hề thích em nhưng em vẫn yêu đơn phương cô ấy. Em cũng buồn lắm nhưng không biết làm sao cả. Giờ cứ đơn phương âm thầm như vậy thì liệu có kết quả gì không anh? Liệu một ngày người ấy có hồi tâm chuyển ý không anh? Em bối rối quá. Em sầm lờ quá. Anh nói thiệt với em á, đã yêu đơn phương rồi thì chỉ có hai cách thôi. Một là chạy thẳng tới với nó tao yêu mày đơn phương đó, bây giờ mày có thích yêu tao không, để chúng ta chuyển thành tình yêu song phương. Chứ tao không có thích yêu đơn phương một mình vào đâu. Yêu đơn phương nó giống như tự đáy vô chân mình vậy đó, mình thì cảm thấy ấm lắm, còn chung quanh không ai thấy gì, thấy mình giống như thằng khùng vậy đó. Ok, đừng có yêu đơn phương xàm quá. Yêu đơn phương chỉ có trong phim thôi, em để ý đi, mấy cái phim đó yêu đơn phương thằng nào mặt mũi cũng đẹp trai y chang anh vậy đó. Đẹp trai thì nó yêu đơn phương, thời là thế nào nó cũng ok, nhỏ nó cũng yêu lại tại vì đó là phim, còn ngoài đời thiệt thì never 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 đừng có yêu đơn phương, tốn thời gian. Đây có con em khác hỏi câu: hiện em đang sống và làm việc mà không có một đam mê nào thật sự, em muốn thoát ra khỏi nó, muốn tìm một hướng đi, một đam mê thật sự để tạo động lực và làm việc và hướng tới cảm giác như mình đang tồn tại chứ không phải sống, xin anh giúp em. Câu hỏi này được nhiều người cũng họ cũng ủng hộ lắm mà được có 6 like. Chả hiểu ủng hộ cái gì, nhưng vấn đề là như vậy. Em biết á, thực ra thì không phải dễ để mà biết là mình có đam mê gì, đó là điều đương nhưng đó là điều đương nhiên rồi. Nó đâu phải ai cũng mà như anh được đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ, có cái đam mê thành đang giờ Victoria's Secret Show. Ok, tôi đủ hiểu cô đó rồi ha. Nhưng cái khác biệt của anh với những người khác đó là anh thử, I try, hiểu không? Anh thử những cái gì khác. Tức là nếu bây giờ em chỉ ngồi nhà, em nói mình không có đam mê gì hết, và mình cầm điện thoại lướt sáng lướt tối, không có làm một cái gì khác, thì cho tới cuối đời em cũng không biết em có đam mê gì đâu. Em phải thử, em thử làm đủ thứ đi, thử làm đủ thứ đi. Em có thể đóng mộc, có thể học võ, có thể học ngoại ngữ, đọc sách, rồi đi du lịch, rồi giúp đỡ bạn bè, hoặc là giúp đỡ anh diễn viên hài độc thoại thanh lịch cấp vô địch. Anh chưa biết giúp cái nào, cứ gửi tiền tới nhà anh này là ok rồi. Ok thì em làm riết em sẽ phát hiện ra, em phải thử nhiều cái em mới biết cái nào phù hợp với em, vậy em sẽ là kiếm ra được cái đam mê của mình. Ok chứ nếu không ngồi đó không ngồi bấm quẹt 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 điện thoại, đi cà phê không mà ra đam mê cái gì, phải đi nhiều chỗ mới phát hiện ra được cái đam mê của mình, đó là trở thành một diễn viên hài độc thoại và đi quảng cáo ba cái đồ quỷ này. Ok nhớ nhà Victoria Secret Show. Em thấy nền giáo dục Việt Nam thật là thụ động. Cái này nói lâu rồi mà em. Thôi khỏi trả lời lại. Đây có đoạn hỏi nè, anh Leo cho em hỏi có phải một phần đất nước Việt Nam chậm phát triển là do chính mỗi người dân trong mỗi chúng ta không? Vì em thấy những nước phát triển người ta làm việc từ sáng tới tối, còn đất nước ta thì lại luôn lười biếng ăn chơi nhưng lại tìm một công việc nhẹ nhàng lương cao. Trong khi thời gian rảnh rỗi nước ngoài họ thường đọc sách, còn chúng ta thì thường dán mắt điện thoại, smartphone, cà phê chém gió. Em nói đúng rồi đó em. Em nói đúng rồi đó. Dân Việt Nam mình làm biếng chết cha chết mẹ luôn. Em để ý đi, dân mình ăn với chơi không à. Chiều là đi ăn đi chơi, đi ăn đi cà phê, đi ăn đi chơi hoài không có làm. Em thấy em có biết ở nước ngoài tụi nó hồi đó anh đi qua Nhật nè, Tokyo tối thứ bảy. Tối thứ bảy nha, anh tới Tokyo anh tưởng anh tới Tây Ninh đó em. Trời ơi nó tối thui tối mò không có thấy ai hết trơn á đó. Người ta đi về nhà hết trơn rồi, người ta đi làm xong người ta về nhà để ngủ để ngày mai người ta đi chơi ha. Người ta ngủ chứ người ta không có la cà buổi đêm khuya. Trời đất ơi, mình thì không có vụ đó đâu. Mình chơi quá trời luôn, mình chơi thâu đêm suốt sáng. Chơi hả, chơi cả chơi 7 ngày trong tuần luôn. Nhưng cái vấn đề nó cũng nằm ở chỗ đó. Dân Việt Nam mình chơi nhưng cũng chơi chơi thôi. Làm thì làm chơi chơi mà chơi cũng chơi chơi. Em có để ý không? Mỗi lần mà có mấy cái chuyện mà đi nước ngoài, mấy cái Tomorrowland hay là mấy cái party gì mà nó bự bự, dân Việt Nam vô đứng hả, toàn là đứng đứng bấm điện thoại hay đứng nhìn nhìn ngó ngó không à. Còn đám nước ngoài hả, nó gặt trời, nó giặt vũ mà chí đăng đầy đầu hết trơn á. Tụi nó chơi là tụi nó chơi tới bến, còn mình á làm là làm chơi chơi mà chơi cũng chơi chơi, thiệt á, làm biếng, phải nói là làm biếng, nhưng mà không có làm ra tới gì hết trơn á, nó chơi toàn nửa 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 mùa không à, chán lắm, không có phát triển được đâu, nếu còn như vậy là không phát triển được đâu.
Giờ hỏi anh câu này nè, anh nên cho mọi người một câu trả lời về ngoại hình bây giờ của anh. Ngoại hình bây giờ của anh hả? Thì anh có cắt mắt nè, anh có nâng mũi nè. Anh có nâng mũi. Thì anh nâng mũi thì mọi người biết nâng mũi ở đâu không? Anh nâng mũi ở Charming Spa ở Bùi Thị Xuân, quận nhất á, số 57 hay 59 anh cũng không có nhớ nữa. Anh nâng mũi ở đó. Thì tại sao anh lại nâng mũi? Trời ơi, mấy em không biết đâu. Thực ra là tại vì cái lỗ mũi trước của anh nó bự quá. Sau đó anh đi tới đó anh chỉ cắt mũi cho nó nhỏ nhỏ lại thôi. Đang cắt đó, trong lúc mà đang bị gây tê, bác sĩ lựa thế nâng mũi anh luôn. Trời đất ơi, chứ không hỏi một câu nó nâng mũi anh lên. Lúc đó trời, anh muốn khóc luôn vậy đó. Mà tay chân cứng đơ gì vậy, không biết làm sao hết trơn á đó. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má nó. Bác sĩ làm gì em vậy? Bác sĩ, tôi nâng mũi cho cậu đó. Cậu đâu có làm gì được đâu đúng không? Trời ơi, thiệt á, bó tay bó chân vậy luôn, nâng mũi lên ai ngờ đẹp quá. Cảm ơn bác sĩ. Charming Spa Bùi Thị Xuân, quận nhất, đẹp không? Hỏi tại sao nâng mũi hả? Tại thì đó anh nói rồi, nói rồi. Nâng mũi nhìn dâm với lợ, nâng mũi không có nhìn dâm, nâng mũi chỉ nhìn có đẹp trai thôi. My God, trời ơi sao mà đẹp trai dữ vậy nè. Giờ mày anh nhìn lại anh cũng đẹp trai. Thôi quay trở lại phần trả lời câu hỏi nha. Nãy giờ trả lời câu hỏi. Anh có comment gì về hài ở Việt Nam hiện nay? Ví dụ như nó có xàm lắm không? Nó có lợi dụng sex jokes nhiều quá không? Có những lời trò đùa về tình dục đó. Quan trọng là anh có nghĩ hài Việt Nam nêu lên để châm biếm những chủ đề xã hội quan tâm, hay là chủ đề mà họ nghĩ là xã hội nên quan tâm? Còn nữa, anh nghĩ là người viết và diễn hài Việt Nam có thật sự đã giúp được người xem giải tỏa khỏi những bức xúc trong xã hội hay chưa? Nếu chưa anh nghĩ họ nên viết hài gì? Trời anh hỏi, em hỏi quá trời vậy em. Em hỏi cái này giống như là bắt anh làm nguyên cả một 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 cái vlog luôn rồi. Giờ nó ngắn gọn rồi nha. Hài Việt Nam hiện tại hầu như không có phản ánh gì trong xã hội hết trơn hết đó. Tại hình như chỉ có một mình anh là người duy nhất mà phản ánh những vấn đề về xã hội bằng cái giọng hài hước thôi. Còn lại anh nhìn lên đó thấy toàn là mấy cái kịch rồi mấy mấy hài, coi thì cũng có chút vui á, nhưng mà đối với anh nó không có vui lắm, tại vì anh coi hài Mỹ hoài à. Coi hài Mỹ riết anh thấy nó giống như là em đi ăn á, em ăn một cái món ngon mà nhiều quá rồi thì tới lúc mà em ăn một món dở hơn á, người khác á, có thể nói món đó là ngon ngon nhưng đối với mình thì nó không có ngon nổi. Thì hài Việt Nam của anh đối với nó nằm ở đây, tức là cũng đôi khi cũng có hài, nhưng mà anh thấy hài của mình á không có chịu theo thời thế gì hết trơn á, không có nói một cái gì chủ đề xã hội hết trơn á, toàn là nói mấy cái gì mà trong quá khứ hoặc là những cái gì ở nước khác không, mà như Bến Thượng Hải hay là gì đó. Tại sao ở ngay Việt Nam là những cái chuyện ngay Việt Nam thì không nói? Anh chưa có ai nói thấy chuyện hài mà nói về những cái như là bán cóc ổi mới ghim ở ngoài đường, rồi những cái chuyện mà người ta ghi cái số mà kiểu mà 20.000 một ký mà ghi 10.000 nửa ký á, chuyên gia cái số 1 hả, bự chà bá vậy nè, còn số 1/2 ghi nhỏ xíu xíu á, không ai nói gì hết trơn đó. À, Việt Nam cần phải phát triển. Ok, còn một câu hỏi nữa, anh nghĩ câu hỏi này chắc sẽ để cuối cùng để trả lời, thì câu hỏi này nó sâu sắc lắm. Thật ra bây giờ anh sẽ trả lời mấy câu hỏi ở đây. À, có một bạn vô comment theo kiểu bạn nào đó. Bạn gì đây? Cái gì vậy trời? Hài độc thoại Việt Nam sẽ phát triển trong tương lai hay không? Anh nghĩ là trong tương lai nó sẽ phát triển, bởi vì anh sẽ là người phát triển hài độc thoại đó. Đó là điều đương nhiên, đó là điều chắc chắn rồi. Bây giờ anh chưa làm nhưng mà anh sắp làm rồi. Ok, hài độc thoại sẽ phát triển thôi. Tương lai hài độc thoại sẽ rất là phát triển. Còn phát triển tới mức nào thì còn tùy thuộc vào xã hội của mình. Còn tùy thuộc như mức nào thì giờ anh mà mở miệng anh nói mấy chuyện mà nguy hiểm là anh cũng chết. Thật ra phải cẩn thận. Anh nói vòng vo, nói lươn lẹo. Anh nói gì về Pokemon Go đi, chứ anh quýnh em quá, anh nói ngay từ đầu rồi nghe chưa. Anh nói lại cho em một lần nữa, Pokemon Go á là một trò chơi mà những người đẹp trai như anh chơi. Ok, so my god I'm so handsome. Lát nữa coi lại đi, đợi chừng nào xong clip này coi lại đi ha. Ta-da. Sao nãy giờ hỏi cái gì mà hỏi gì đâu không. Anh niềng răng thôi, anh không niềng đâu, anh đau sợ đau răng lắm. Trời đất ơi, anh cắt mũi hết bao nhiêu tiền?
cũng không biết nữa, tại cái này là chuyện bí mật. Mấy người mà như anh thì được giảm giá ghê lắm. Giảm giá tới mức mà anh đi làm xong bác sĩ rút tiền ra đưa cho anh nữa chứ đừng nói. Anh nói gì về Trung Quốc đi, Trung quần què, Trung quần què, Trung quần què đó, anh nói rồi cho em nghe đó. Khoan đợi chút xíu, kháng nước qua uống cái đã. Anh Leo học tiếng Anh bằng cách nào vậy? Anh học bằng 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 mắt, bằng tai và bằng miệng đó em. Lạ vậy đó. Ok, giờ anh sẽ hỏi, làm ơn đừng có so sánh anh với Lý Hải nữa. Anh không thích bị so sánh với ai á, với lại anh nghĩ anh đẹp trai hơn. Ok, đây là câu hỏi cuối cùng. Nếu trong cuộc sống này có một hoặc là nhiều lần mình bị bắt buộc phải làm việc sai trái với lẽ phải về một vấn đề nào đó, không làm thì sẽ chết, mà làm thì sẽ bị cả thế giới chà đạp lăng mạ, thì anh sẽ làm hay không? Vì sao? Và anh có suy nghĩ gì về những người đã làm chuyện sai trái đó, nếu anh ở một nơi xa tích không phải chịu những ảnh hưởng giống họ? Thân hỏi anh. Anh nói em nghe, nếu mà mình bị bắt buộc thì phải làm một chuyện sai trái nào đó, không làm phải chết đó, thì tốt nhất là em nên làm. Tại vì nếu em không làm thì em sẽ chết. Sau khi em làm xong, em tìm cách giải quyết hậu quả của cái đó theo đúng với lương tâm của em. Và em đừng nên để mình có cơ hội phải lọt vô tình trạng là phải làm những cái chuyện như vậy nữa. Ok. Còn nếu mà em tiếp tục em làm những chuyện đó hoài á, thì đó là lựa chọn của em. Nếu em lựa chọn là phải làm những chuyện trái với lương tâm hoài hoài á, thì rốt cuộc á, anh nói em nghe, lương tâm của mình nó giống như là một trái sầu riêng vậy đó. Khi mà mỗi lần mình làm một cái gì xấu, nó sẽ quay một cái trong người mình, nó nói mình đau đớn lắm, nhưng mà nó quay riết á thì mấy cái gai sầu riêng nó bị mòn, mình sẽ không thấy đau nữa. Lúc đó mình coi những cái chuyện mà xấu xa mình làm nó không còn xấu xa nữa. Thật ra tốt nhất là đừng có làm. Ok, thôi đêm đã khuya, đã đến lúc anh đi ngủ rồi, tạm biệt mọi người. Ok, suốt ngày kêu nói với phòng mua xa hoài, anh nói một đống ở trên bay trời, giờ không có nói ở đây nữa, nói đây nó mệt lắm. Ok, bye, hẹn gặp bữa khác, chúc mọi người ngủ ngon. Bé ơi ngủ ngon, đêm đã khuya rồi.